trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong chuyên mục sách hay của tuần hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng gặp gỡ với nhà báo Lê Hữu Nam để cùng nghe những chia sẻ của anh về cuốn sách mới nhất và cũng chính là tác phẩm mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong chuyên mục sách hay của tuần hôm nay. Đó là cuốn sách Mật ngữ rừng xanh. Dù mắc chứng bệnh tim bẩm sinh với đa dị tật nên sức khỏe luôn bị đe dọa, nhưng Lê Hữu Nam bằng tinh thần mạnh mẽ và sự cố gắng không ngừng của mình đã luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Anh không chỉ được biết đến như một cây bút văn hóa nghệ thuật chắc tay trong làng báo mà còn gây tiếng vang trong làng văn trẻ thành phố với tác phẩm truyện đồng thoại cho thiếu nhi mang tên Hành trình trở về, xuất bản năm 2013, và cuốn sách Con đến như một phép màu, xuất bản năm 2014. Thấm đẫm tình phụ tử thiêng liêng. Còn tác phẩm Mật ngữ rừng xanh mà anh vừa ra mắt lại là một câu chuyện thiên nhiên mang tính chất phiêu lưu và viễn tưởng. Thưa anh, cuốn sách lần này có chủ đề rất khác biệt so với những tác phẩm trước đây của anh. Anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh muốn viết cuốn sách này? Nội dung cuốn sách xoay quanh một cái khu rừng đang có nguy cơ biến mất trước sự hủy hoại của bàn tay con người. Những đứa trẻ là những nhân vật muốn cứu cái khu rừng ra khỏi sự hủy hoại đó. Cùng với đó là những ông bố của những đứa trẻ cũng đang chạy đua với thời gian để giải mã cái tấm bản đồ trên đó ghi những cái chi tiết, cái thông số bí mật của về cái khu rừng để cho nhà chức trách biết, can thiệp và ngăn chặn các sự hủy hoại từ lâm tặc và thợ săn để bảo vệ cái khu rừng. Cái cuộc chiến diễn ra rất là cấp bách và có một sự thiếu cân bằng, tức là lực lượng phá hoại trang bị rất là nhiều cơ giới cũng như là tinh vi. Trong khi đó, những người bảo vệ chỉ là những đứa trẻ và những ông bố, các tiến sĩ khoa học và những người thực sự yêu mến rừng xanh. Họ không có trong tay cái gì ngoài trái tim yêu thiên nhiên và động vật hoang dã. Trong cuốn sách tới 312 trang, nó xoay quanh hai cuộc chiến như vậy giữa ông bố và những đứa trẻ, và phía bên kia là những kẻ phá hoại. Cái thông điệp trong cuốn sách này vẫn là vạn vật sống và con người sống. Cuốn sách này có những đối tượng độc giả như thế nào ạ? Cuốn sách này mình viết cho đối tượng độc giả là thiếu nhi. Tuy nhiên, mình có một cái thông điệp là muốn phụ huynh nói chung và cha mẹ của các em thiếu nhi nói riêng cùng nhau đọc cuốn sách. Tất cả mọi người chung tay đến để bảo vệ động vật hoang dã cũng như thiên nhiên đang đứng trước cái sự hủy hoại của chính bàn tay con người. Được biết là anh chỉ mất có 2 tháng để hoàn thành bản thảo của cuốn sách Mật ngữ rừng xanh, nhưng mà phải sau 2 năm thì cuốn sách mới có thể ra mắt như hình này ngày hôm nay đến với bạn đọc trong nước. Vì sao vậy thưa anh? Cái cuốn sách này mình viết trong mùa hè 2013 và cũng hoàn thành trong mùa hè năm đó. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì cuốn sách mới ra mắt với một cái dung mạo như vậy. Lý do là bởi vì những tình tiết cũng như là những tính cách và sự thông điệp của cuốn sách nó chưa được đầy đặn. Vì thế những người đàn anh trong giới văn chương Sài Gòn có khuyến nghị với mình là nên chỉnh sửa để cho cái tác phẩm nó hoàn chỉnh hơn về mặt văn học cũng như là cái nội dung mình muốn truyền tải đến độc giả. Mình đã bắt tay vào sửa cuốn sách này từ 2013 cho đến tháng 4 2015. Mình viết cuốn sách này cho thế hệ con mình và những đứa trẻ lớn lên, những đứa bạn của nó sau này. Khi mà mình cầm cuốn sách đứa con tinh thần của mình lên á, thì mình cảm thấy là việc mình tâm huyết bấy lâu nay đã hoàn thành, đã được đền đáp. Thì mình cũng mong muốn cái cuốn sách này sẽ đến được nhiều với độc giả hơn để mọi người cùng hiểu về thiên nhiên, cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã và thiên nhiên nhiều. Xin cảm ơn nhà báo Lê Hữu Nam đã dành thời gian cho chuyên mục Sách hay cuối tuần.